Lực lượng chức năng và người dân tại huyện An Bình, thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã giải cứu thành công một bé trai 3 tuổi bị rơi xuống giếng sâu vào ngày 20 tháng 6. Ngày 28 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hương, 34 tuổi, về tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Lực lượng chức năng và người dân tại huyện An Bình, thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã giải cứu thành công một bé trai 3 tuổi bị rơi xuống giếng sâu vào ngày 20 tháng 6. Theo đó, khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt. Hiện trường là một cái giếng mới xây, sâu khoảng 15m với đường kính 30cm. Giếng không có nước nhưng chứa một lượng nhỏ khí độc và bé trai đã bị ngã khi đang chơi gần đó. Lúc này, lực lượng cứu hộ đã cung cấp oxy liên tục và dùng dây thả bình sữa xuống cho nạn nhân. Do miệng giếng hẹp, một người lớn không thể xuống được nên lực lượng chức năng phải dùng máy xúc để mở rộng diện tích xung quanh giếng. Tuy nhiên, phương án này không khả thi. Do thời gian gấp rút, lực lượng cứu hộ đã kêu gọi cộng đồng hỗ trợ và Chao Chuẩn Long, một người đàn ông mắc chứng thấp lùn, đã tình nguyện tham gia. Chỉ cao hơn 1m, Chao được đánh giá có khả năng thực hiện việc giải cứu. Sau đó, Chao đã được huấn luyện quy trình cứu hộ cũng như trang bị các biện pháp an toàn trước khi xuống giếng. Khi xuống bên dưới, Trao đã buộc dây bảo hiểm cho bé trai để lực lượng cứu hộ kéo cả hai lên an toàn. May mắn nạn nhân không bị thương. Đội cứu hỏa huyện An Bình đã trao tặng chứng chỉ tình nguyện viên xuất sắc cho Trao Trẫn Long vì lòng dũng cảm của anh. Ngày 28 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hương, 34 tuổi, về tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ngày 27 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố và tạm giam 13 người, trong đó có Hương. Cụ thể, có 7 người bị khởi tố về tội rửa tiền, trong đó có 2 người nước ngoài, 6 người bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trước đó, cơ quan điều tra nhận được nguồn tin về việc một công ty tại Ukraine bị lừa gửi tiền vào tài khoản tại Việt Nam. Cụ thể, các đối tượng giả để lừa đảo công ty trên và thành lập nhiều công ty ma để mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam nhận tiền. Tiền sau đó được đổi sang tiền Việt Nam và chuyển qua nhiều tài khoản khác. Các đối tượng rút tiền mặt đến cơ sở kinh doanh như Yến Xào King Food trên đường Lê Đại Hành, phường 11, quận 11 và tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành đô la Mỹ gửi qua Campuchia cho đồng bọn. Qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện hơn 250 công ty ma và 700 tài khoản cá nhân liên quan. Qua khám xét nhà các đối tượng, cảnh sát đã tạm giữ 234 con dấu công ty ma. Khám xét tại cơ sở Yến Xào King Food và tiệm vàng Đức Long, tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu đô la Mỹ và các ngoại tệ khác. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoặc vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng. Liên quan vụ xe điên tông chết người ở Vũng Tàu sáng 28 tháng 6, theo thông tin từ cơ quan chức năng, qua kiểm tra nồng độ cồn, nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn là Trần Thị Thu Thanh, 37 tuổi, thì kết quả cho thấy có nồng độ cồn trong người. Kết quả kiểm tra lần đầu bằng máy thổi là 0,385mg trên 1 lít, lần thứ hai qua xét nghiệm máu là 0,503mg trên 1 lít. Trưa 28 tháng 6, một lãnh đạo chức năng cho biết hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với nữ tài xế Thanh. Vì thời gian tạm giữ hình sự được kéo dài 3 ngày, nên sáng cùng ngày các cơ quan chức năng đã và đang tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo. Vị lãnh đạo này cho biết dứt khoát phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong nay mai. Vụ tai nạn từ chiếc xe do bà Thanh cầm lái đã khiến 2 người tử vong, 5 người khác bị thương, trong đó có người đa chấn thương. Hai nạn nhân tử vong hai mẹ con, người mẹ 73 tuổi, con gái 43 tuổi. Hai nạn nhân này sau khi đi tập thể dục thì đi xe máy trở về nhà. Trên đường về đang dừng đèn đỏ thì gặp nạn thương tâm.